để vừa nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm tác động tới môi trường. Thời gian qua, ngành chức năng huyện Đam Sơn đã tăng cường công tác quản lý, có sự hướng dẫn để nông dân phát triển mở rộng các diện tích nhà kính phù hợp với quy định. Theo thống kê đến nay, toàn huyện Đam Sông đã có khoảng 30 hecta nhà kính được xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Khu vực tập trung nhiều diện tích nhà kính nhất là các xã Phi Liên, Liên Sơn và Cần nhờ hiệu quả kinh tế cao nên ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư mô hình nhà kính để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân đồng thời đảm bảo được yếu tố môi trường ngành chức năng các cấp huyện đam rông đã tăng cường công tác quản lý giám sát quá trình phát triển diện tích nhà kính đồng thời có định hướng hướng dẫn để nông dân phát triển mở rộng diện tích nhà kính phù hợp với tình hình và điều kiện tự nhiên của từng vùng từng khu vực điều này sẽ giúp quá trình phát triển nông nghiệp của huyện đam rông đảm bảo tính ổn định bền vững người nông dân cũng an tâm đầu tư sản xuất nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống